Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Pentaglobin được sản xuất tại Biotech. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Pentaglobin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Pentaglobin Mỗi ml có immunoglobulin M6mg, IgA6mg, IgG38mg. Chỉ định của Pentaglobin Nhiễm trùng nặng, phối hợp kháng sinh như nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, viêm phúc mạc, viêm phổi, nhiễm trùng sơ sinh, mổ tim có nguy cơ cao. Cung cấp immunoglobulin cho bệnh nhân rối loạn miễn dịch. Chống chỉ định của pentaglobin. Nhạy cảm với thành phần thuốc, nhạy cảm với immunoglobulin tương ứng, đặc biệt trường hợp rất hiếm gặp thiếu IGA khi bệnh nhân có kháng thể chống lại IGA. Liều dùng pentaglobin. Sơ sinh, trẻ nhỏ. 5ml trên kg trên ngày 13 ngày liên tiếp, vận tốc 1,7 ml trên kg trên giờ qua bơm truyền, có thể truyền thêm tùy bệnh cảnh lâm sàng. Trẻ em, người lớn nhiễm trùng nặng. 5 ml trên kg trên ngày 13 ngày liên tiếp, vận tốc truyền 0,4 ml trên kg trên giờ hoặc 0,4 ml trên kg trên giờ, 100 ml đầu. Sau đó 0,2 ml trên kg trên giờ liên tục đến đạt 15 ml trên kg trong vòng 72 giờ, có thể truyền thêm tùy bệnh cảnh lâm sàng cung cấp immunoglobulin ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch. 3 5 ml trên kg, lặp lại cách tuần nếu cần. Lưu ý đặc biệt. Bệnh nhân giảm trên vô iglobulin huyết thiếu trên không thiếu IGA, tiêm IG người lần đầu tiên, thay đổi IG người đột ngột hay sau thời gian dài từ lần truyền trước đó, hiếm gặp. Rối loạn chuyển hóa gluco, béo phì tiền sử có yếu tố nguy cơ huyết khối nghẽn mạch, nguy cơ suy thận cấp, có phản ứng phụ huyết khối tắc mạch, mang thai trên cho con bú. Tác dụng không mong muốn của pentaglobin. Ớn lạnh, đau đầu, sốt, buồn nôn, nôn ói, phản ứng dị ứng, huyết áp thấp, đau khớp, đau lưng, tăng creatinine huyết và trên hay suy thận cấp. Tương tác thuốc pentaglobin. Calcium gluconate, vaccine virus sống được làm yếu, xét nghiệm huyết thanh, cộng, cả. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Pentaglobin, đồng thời biết cách sử dụng Pentaglobin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham